sau khi mà Khánh Ly nhà mình đã học và thi IELTS ở bên hội đồng thi rồi đúng không ạ? Thì trước tiên thì em cũng muốn giới thiệu qua một chút. Thì thay mặt bên nhà trường thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến chị và Khánh Ly. Thì mình đã nhận lời tham gia cái buổi gặp gỡ ngày hôm nay ạ. Thì em giới thiệu qua một chút thì bên phía trường có cô Phạm Thị Ánh là trưởng phòng đào tạo sẽ cùng tham gia. Và em là quản lý các lớp học tại ALES, em là cô Hảo chị nhé. Dạ vâng, chị Khánh Ly dạ, ạ. Vâng. Chị Liễu Và và Khánh Khánh Ly. Ly thì có thể giới Ok, thiệu chị qua. Liễu và Khánh Ly đúng Vâng, chị Liễu và Khánh Ly thì có thể giới thiệu qua về mình một không chút ạ? để cô cũng biết rõ hơn đúng không ạ? Xin giới thiệu với lại tất cả các cô giáo ở trong trung tâm, chị là Hoàng Thị Liễu, phụ huynh của em Hoàng Khánh Ly. Dạ vâng. Hiện nay là năm tới này là học lớp 11 của trường phổ thông trung học Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Vâng, Ly thì Còn sao bạn không? Khánh Ly. Em tên là Hoàng Khánh Ly và năm nay thì em lên lớp 11. Ly cứ thoải mái tự tin thôi Ly nhá. Bình thường học tự tin mà đúng không? Nên là cứ trao đổi với giới thiệu bản thân của mình là ai thôi. Ok chưa? Ly họ tên đầy đủ là Hoàng Khánh Ly đúng không con? Thế thì Ly đang học lớp mấy rồi? Năm nay em lên lớp 11. Ừ, lớp 11 rồi đúng không? Hiện tại thì con học trường nào nhỉ Ly nhỉ? Học trường Trung học phổ thông Việt Vinh. Trung học phổ thông Việt Vinh đúng không? Ở tỉnh Hà Giang đúng không? Con là huyện gì nhỉ? Huyện huyện gì? Huyện gì của tỉnh Hà Giang? Quang. Bắc Quang tỉnh Hà Giang đúng không nào? Rồi, ok thì đó thì trong cái phần thông tin của con thì bên nhà trường nắm được để mà có thể các phụ huynh cũng nắm được các cái phần tỉnh để mà mình có thể hỗ trợ cho các con nhé, Ly nhé. Rồi vậy thì Ly cũng đã trong cái quá trình vừa rồi là mình học tập tại LS rồi đúng không Ly? Cũng học một hơn một năm đúng không? Vâng, chưa gặp thế này. Rồi cứ thoải mái thì trong cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay thì nó là buổi mà mình có thể trao đổi một chút về kết quả của rồi con đã đạt được trong cái quá trình học tập tại LS. Ok chưa nào? Nên là bên nhà trường cũng sẽ trao đổi với con để con chia sẻ thoải mái thôi. Ok chưa? Tâm lý thì mình hoàn toàn thoải mái nhá. Ok không Khánh Ly? Nhá. Ừ rồi, ok. Hôm nay được nghỉ học đúng không? Với lại vẫn đang trong thời gian nghỉ hè đúng không Khánh Ly? Vâng, đến tầm đầu tháng 9 thì mới đi học lại. Rồi ok. Vậy thì hiện tại nó về band điểm của con đúng không? Thì Khánh Ly vừa rồi đã thi được IELTS rồi đúng không nào? Thế con đi vào thằng thi vào tháng mấy? Thi vào đầu tháng 8. Đầu tháng 8 đúng không? Rồi vậy thì Ly có thể đọc cho cô một chút về cái điểm số của con hiện tại nhé, các cái kỹ năng hiện tại và band điểm hiện tại con đã đạt được nhé. Về các kỹ năng năng thì speaking được 5.5, Speaking 5.5 này. reading với cả writing thì cùng được 6 chấm, Rồi, ok. 7 chấm. Writing được 7 chấm hả? Hoặc listening được 7 chấm ạ. Listening được 7 chấm đúng không? À. Rồi, ok, một điểm số rất tốt. Overall là con là được gì? 6.0 đúng không? Vâng. Được rồi. Ok chưa? Vậy thì khóa học của tại LS thì Khánh Ly tham gia là khóa học 5.0. Đúng không? Nhưng mà đầu ra của con hiện tại đang là 6.0, tức là con đang vượt một band điểm. Khánh Ly có biết điều này không? À, có Rồi, ok. Vậy thì đầu tiên nhá, thứ nhất thì bên nhà trường thì cô thay mặt bên nhà trường thì thứ nhất là chúc mừng gia đình. Là chúc mừng chị Liễu và gia đình cũng như là chúc mừng Khánh Ly bởi vì mình cũng đã có cái mục tiêu và cũng như đạt được mục tiêu. Ngoài ra cái việc đạt mục tiêu mà mình có thể vượt được cái mục tiêu của mình nữa đúng không? Là từ 5.0 mà bây giờ là lên 6.0 IELTS rồi. Đó thì đây là một cái kết quả mà vượt sức mong đợi của bên gia đình và cũng như bên nhà trường hỗ trợ cho con. Đó thì này bên nhà trường cũng thực sự rất là gửi lời chúc mừng tới bên phía chị Liễu gia đình và cũng như bên phía Khánh Ly nhé chị nhé. chị cảm ơn. Thì chị Liễu, chị có thể chia sẻ giúp em một chút về cảm xúc của mình khi mà Ly đạt được cái điểm số, khi nhận được cái điểm số IELTS như thế từ bên hội đồng thi không ạ? Lúc đầu đi thi chị cũng cũng rất là lo đấy, lo cái là
đầu tiên thì cháu mới được lần đầu tiên để tham gia những cái kỳ thi của hội đồng thi quốc tế như này, rất là lo, xong là lại xuống Hà Nội nữa. Thế là khi mà con làm xong bài thi rồi, phần nói buổi sáng thi phần nói xong thì con bảo như này: mẹ ơi, phần đầu con nói thì khá là ổn, nhưng về cuối phần nói thì con hơi vấp tí. Thế xong là chị cũng động viên cháu: chắc sao đâu, thôi cứ yên tâm, chiều nay thì trưa nay về ăn cơm xong là ôn một tí để buổi chiều nay làm 3 phần đấy, không phải là ít đâu. Thế là chiều làm 3 phần xong thì thấy con đi xuống thấy tươi cười lắm, bảo là con làm được bài. Thì mẹ cũng chỉ biết là con làm được bài thôi, không nghĩ là con lại làm được kết quả hơn cả mong đợi này, thật sự là như thế. Tức là con làm được bài nhưng mà vẫn còn lo lắng đúng không chị? Vẫn lo, nhưng mà bởi vì là con nói là con làm được bài, nhưng mà thật sự là phụ huynh chị chỉ tin là con chỉ làm được 50% thôi, bởi vì là làm sao mà nghĩ được, mình cũng không biết được là cái bài chấm. Xong là cũng hỏi con mà thế thầy giáo chấm luôn, bảo không mẹ, nhưng mà con tin đấy trên đường chứ. Khi mà con nói thế, bảo con tin là con làm được bài. Đấy, xong là về xong cũng bảo thế thôi. Tối hôm đấy là hai mẹ con đón xe về Hà Giang luôn, về nhà luôn. Thế là trên đường đi con bảo là chắc là cũng được mẹ, không sao đâu. Đấy, bảo bây giờ sao hay không sao thì cũng xong rồi. Thôi thì làm một cái bước là cọ sát, chị cũng động viên cháu thế thôi. Thế giờ lúc đến lúc nhận điểm thì sao ạ? Đến lúc nhận điểm ấy thì là chị thấy ở cái mục cuối cùng ấy, chị không biết là nghe nói đọc viết là điểm mấy như này đâu. Thế chị thấy ở cái mục cuối cùng chị bảo là 5.5. Ồ con đạt 5.5 à? Thế là đạt rồi. Thế xong về xong là chị, thực ra là lúc đầu chị treo thưởng, chị bảo nếu như mà con làm được bài tốt, vượt banh, con làm được đến 6.5 mẹ ok, thưởng 1 triệu. Thưởng luôn 1 triệu thưởng nóng. Thế xong là về hôm mà có điểm kiểm tra lên ấy, thì về xong chị bảo với con là con chỉ được 5.5 thôi, không được 6.0 đâu, con vừa đủ theo như là học phần của trung tâm. Thế là con bảo là thế bài thi đâu, mới xem, con xem con bảo 5.5 đâu, con được 6.0 mà. Lúc đấy cái vỡ oa. Thế rồi, thế là vỡ oa bởi vì sắp mất 1 triệu đúng không chị? Mà không đấy, không thưởng đến 1 triệu đâu, 6.5 được 1 triệu cơ. À còn đấy ạ. 6.0 thì mẹ thưởng 500.000. À, rồi ok. Mẹ phải giảm xuống. Phải giảm. Rồi, em thấy là rất là nhiều các cái cung bậc tăng trầm cảm xúc đúng không chị? Và trong lúc đợi mà con đi thi là thi viết đúng không ạ? À, thi truyền thống là thi giấy. Thi giấy đúng không ạ? Bạn thi trên máy. À thi online à? Ừ, bạn thi trên máy, bạn chị cũng không biết thế nào nhưng mà bạn thi trên máy. Bạn bảo bạn không làm giấy đâu. Không biết trên giấy, bạn làm trên máy vậy. Có nhiều bạn là sợ làm trên máy đấy bởi vì chưa quen, tức là đa số là mình viết giấy quen rồi, truyền thống quen rồi, là sợ làm trên máy. Nếu mà con tự tin làm trên máy là tốt đấy ạ, chắc là hàng ngày con cũng sẽ luyện ở trên máy nhiều đúng không chị? Chủ yếu là học trên máy mà, bạn ấy học chủ yếu trên máy thôi, còn viết thì bạn ấy lấy ít á. À vâng rồi, vậy thì tức là mình mất khoảng tầm 5 đến 7 ngày mình đợi điểm đúng không ạ? Ừ. Thế trong quá trình đợi điểm thì mình có lo không ạ? Lo chứ, lo lắm. Ngày nào cũng đọc tin nhắn, ngày nào cũng vào gặp mắt. Ngày nào ngóng tin tức đúng không ạ? Đấy, vì thấy cô giáo bảo là sẽ gửi về tin nhắn hoặc Gmail, ngày nào cũng mở Gmail ra xem mà không chưa có. Thế là ba cháu hỏi bảo là có kết quả con chưa? À, có kết quả con chưa em? Mà chưa có. Thế là hôm đấy, bởi vì là ba cháu làm ở trên thành phố mà. Đi làm trên thành phố, hôm có kết quả ba cũng về nhà. Xong bảo với ba bảo là có kết quả rồi nhưng chỉ được 5.5 thôi. À lúc này lúc viện ba biết chúng con chỉ là 5.5. Thế rồi ba bảo sao không ạ? Cái phần thì ba cũng không nói gì, ba bảo chỉ đạt 5.5 thôi ạ. Mà vâng, em bởi vì em thấy chỉ có đạt 5.5 thôi. Đấy, xong bà bảo là ba bảo chứ thôi cũng được rồi, 5.5 cũng là ok rồi,
vì con học cái phần học phần của con thì là học 5.5 mà. Đấy, cũng động viên nhau như thế, bảo thôi cứ cọ sát thôi, biết làm nào. Thì thế là đối với học phần của con là 5.0, 5.5 là cái cam kết tối thiểu của con là 5.0. Bản chất là nếu mà con 5.5 là con cũng đã rất phải cố gắng và quyết tâm đấy chị ạ. Đó là con cũng đang vượt được 0.5 bên điểm so với cái cam kết tối thiểu 5.0 đấy. Đấy, nên là nếu mà con được 5.5 đi nữa thực sự nó cũng là một cái điểm rất là đáng ghi nhận cho con rồi. Đó. Đấy, cũng là mừng rồi á. Vâng, cũng rất là mừng rồi. Rồi, vậy nhưng thì mà may mắn hơn là đã được lên được 6.0 đúng không ạ? Chứ không phải là 5.5. Thế là báo lại cho bố rồi đúng không ạ? Báo luôn cho bố rồi. Hôm đấy bố về nhà mà, ba về nhà. Xong là nói thế, xong là con thì đang nấu cơm ở dưới bếp ấy. Xong là về, xong mới bảo với con bảo là con chỉ được 5.5 thôi nha, ok, không mất 1 triệu. Xong con bảo là thế kết quả đâu để cho con xem, bảo con được 6.0 mà mẹ. Thì mẹ có biết được là nghe nói đọc viết như nào đâu, tiếng Anh thì chịu, không biết tiếng Anh hết là đúng rồi, xong phần bảng điểm sẽ là tiếng Anh hết ạ. Chỉ nhìn lên phần cuối cả 5.5. thế cho câu hỏi Ly một chút xem nào. Ly, lúc mà nghe mẹ thông báo em là được 5.5 như thế thì em cảm thấy nào, và khi chính bản thân nhìn lại thì ô con lại được 6.5 thì con thấy thế nào? 6.0 à, con thấy hơi buồn cười. Thế sao lại buồn cười nhỉ? Kiểu đầu em tưởng là mẹ nói 5.5 thì em đúng 5.5 thật. Nhưng mà sau đấy thì nhìn lại thì là nói là 5.5. Nên là và cái ô của em để được 6.0 nên thấy buồn cười. Vậy em thấy với cái điểm số như thế thì em cảm thấy thế nào? Vui không? Có xứng đáng với những gì mình đã bỏ ra không? Em nghĩ là có. Kiểu hôm đấy em vui là kiểu em vui kiểu hét lên luôn ấy. Hét lên luôn à? À, vui kiểu hét lên. Rất tiếc là không có cái khoảnh khắc video lại đúng không? Đúng không con? Đúng không? Khoảnh khắc đấy là khoảnh khắc mà mình bất ngờ. Đó, nên mình không thể ghi lại được đúng không? Nhưng mà chắc chắn là một cái khoảnh khắc mà cô nghĩ là sau này khi mà con gì con nghĩ lại đúng không, thì chắc chắn là một cái khoảnh khắc mà đáng nhớ, và sau này thì con hoàn toàn có thể gì tự tin về điều đó và tự tin mình có thể làm được hơn những gì mình đang nghĩ đúng không. Đôi khi mẹ đúng không, mẹ đặt niềm tin vào con là đôi khi 50% thôi đúng không. Nên là trong quá trình cũng rất lo lắng đúng không, nên mà con tự tin là làm được, đôi khi mẹ vẫn chưa thực sự tin hẳn đúng không. Thì điều đấy là cô nghĩ là bản thân Ly cũng rất là cố gắng quyết tâm vào trong việc chứng minh trong cái khả năng của con đấy. Đấy chưa? Thì 6.0 là con số điểm số mà bản thân mẹ như mẹ trao đổi là con số mà vượt sức mong đợi mà mong đợi của mẹ nữa đó. Thì bản thân Ly thì khi mà mẹ trao đổi như thế thì bản thân Ly thì khi mẹ vui như thế thì bản thân Ly có cảm xúc như thế nào? Có vui không? Có cảm thấy là mình làm cho bố mẹ thoải mái và tự hào không? Mẹ có. Bạn ấy rất là ít nói. Ít nói đi. Không sao. Vâng. Chị Liễu ơi, với hiện tại thì Ly đã đạt được cái tấm bằng 6.0 IELTS rồi. Đó thì chị có những cái định hướng sắp tới cho con là sẽ vào trường đại học nào chứ hả chị? Thật ra là năm nay vào 11 rồi đúng không ạ? Bắt đầu từ khi mà chị cho con tham gia cái lớp học IELTS này thì chị đã có một cái định hướng là lúc đầu thì sẽ có định hướng là cho con chọn, tức là để đạt được những cái lớp mà cái trường đại học để chọn đấy, chọn vào các trường đại học top 10 của đấy, top đầu của nước mình đấy. Thì là nhưng đến bây giờ thì chị lại thêm một cái định hướng nữa, nếu như mà đạt được ấy thì là chị thêm một định hướng là muốn cho con đi du học. Bởi vì là cái định hướng này, cái ý nghĩ này là chị nghĩ là nó rất là táo bạo so với lại một cái tỉnh lẻ miền núi như bọn chị. Thế nhưng mà chị vẫn có cái định hướng là
Nếu như mà con có ý định, con thích thì chị sẽ cố gắng, gia đình, cả gia đình sẽ cố gắng để cho con được đi du học như ý muốn. Đấy. Dạ vâng. Em thấy này, khi mà mình có mục tiêu và đạt được mục tiêu, đúng chị, tức là khi mà mình có điểm IELTS rồi thì mình thấy là tự nhiên có rất là nhiều các cơ hội khác nữa mà đấy. Nếu mình cố gắng được thì mình hoàn toàn có thể cố gắng được. Ví dụ như ngày trước thì khi mà chưa có phần bên điểm IELTS thì đôi khi là mình nghĩ là con đường duy nhất của mình là vào đại học. Và khi mà có một cái bên điểm IELTS mà nó gì vừa sức rồi và có thể có nhiều cơ hội hơn nữa, tự nhiên nó có rất là nhiều cánh cửa để cho mình lựa chọn, có thể cho con là vào đại học ở của Việt Nam, hoặc là mình có thể lựa chọn cho con đi du học đó, hay lựa chọn cho con rất là nhiều các học bổng khác để mình có thể có những cái cơ hội khác nữa. Đó, nên là cái tấm bằng IELTS đôi khi là cánh cửa để mở các cái cơ hội cho con, đúng không ạ? Bản thân Khánh Ly thì khi mà chị có mong muốn đi du học như thế thì bản thân Khánh Ly thì có những cái định hướng gì không ạ? Khánh Ly thì con có thích đi du học không? Đầu em cũng có một cái định hướng đi du học nhưng mà ở một cái nước phải định hướng của mẹ. Thế là nước mẹ định hướng là nước gì nào? Nước Úc ạ. Nước Úc, đúng không? Nước Úc là nước rất là tốt rồi, đúng không? Thế thì nó có phải là nước con yêu thích không? Hay nước con yêu thích là nước nào? Thật ra em đang định hướng, muốn định hướng là đi nước Đức nhưng mà có vẻ là không được. Tại vì sao nhỉ? Em đọc ở đấy là sẽ cần người thân, kiểu mấy nước châu Âu thì cần người thân ở đấy trước. Em không biết lại. Tức là đã có sự tìm hiểu rồi, đúng không? Đã có sự tìm hiểu về các thông tin về các trường ở bên Đức hay là bên bên đó rồi, đúng không? Vâng. Rồi. Tức là con thì con thích bên Đức, còn mẹ thì mẹ muốn bên Úc hơn, đúng không? Thực ra thì cả hai nước đó thì cô thấy là đều rất là tốt cả, đúng không? Mọi dân sinh xã hội, đúng không? Giáo dục các thứ đều được đề cao rất là nhiều. Cả hai nước đấy đều được đánh giá cao cả. Đức thì hiện tại thì trong năm nay và năm ngoái thì rất là nổi. Ở Việt Nam đi cũng rất là nhiều. Và hiện tại cũng đang mở cửa hơn rất là nhiều so với các cái thời gian trước. Thì nếu mà con đi Đức thì cũng là một cái tiện lợi và cũng là một cái dễ dàng cho con trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên nó cũng là còn một năm rưỡi nữa, đúng không? Tức là kết thúc lớp 12 thì con mới bắt đầu đi, đúng không? Vâng. Rồi, ok. Vậy thì mình hoàn toàn có thể tìm hiểu nhiều hơn các thông tin nhá, Ly nhá. Ok chưa nào? Có thể nước Úc, nước Đức hoặc có thể bất kỳ một nước nào khác, đúng không nào? Miễn làm sao mà nó phù hợp với gì, điều kiện của gia đình và thứ hai cái nhu cầu mong muốn của con. Ok chưa? Nhá. Thế thì bản thân Ly thì Ly đã có xác định cái ngành gì chưa? Cái ngành mà con yêu thích là ngành gì trong cái trường đại học hay là khi mà con đi du học chưa? Muốn vào mấy ngành liên quan đến nghệ thuật. Nghệ thuật hả? Thế hả? Cụ thể là về nghệ thuật gì nhỉ? Khánh Ly nhỉ? Kiểu thiết kế đồ họa ấy ạ. Tức là mình mạnh về vẽ đúng không? Ly có mạnh về vẽ không? Cho rằng là có. Cho rằng là có đúng không? Rồi, rất là tốt đúng không? Rồi, tức là hiện tại ngoài vẽ ra thì con có mạnh về phần gì nữa không? Cái môn nghệ thuật của con ấy. Năng khiếu đó. Thế anh mạnh môn vẽ. Chắc sắp tới sẽ khám phá ra nhiều hơn đúng không? Rồi, ok. Nếu mà con vào các cái trường nghệ thuật thì cô nghĩ là đối với nước ngoài thì chắc chắn nó phát triển mạnh hơn ở Việt Nam, đúng không nào? Ở nước ngoài thì chắc chắn là phát triển mạnh hơn rồi. Còn nếu mà con hướng theo cái ngành đó nhá, nếu mà con theo thiết kế đúng không? Thì nhưng mà con hướng là sau này con thiết kế theo hướng gì? Ví dụ thiết kế thời trang hay là thiết kế về nội thất hay là thiết kế về cái gì? Hay là đồ họa animation trên máy tính luôn? Đồ họa animation. Animation đấy hả? Rồi, ok. Vậy thì cô nghĩ là con đang có năng khiếu cao đấy. Sẽ có năng khiếu. Bình thường thì con có môi trường thì con luyện tập điều đó không? Hay là đa số con tự mày mò thôi? Kiểu tự học vậy. Tức là tự mày mò trên mạng thôi đúng không? Rồi, ok. Cô đấy, vậy thì con có, thứ nhất là con có cái tính tự học cao đấy, đúng không? Ví dụ như trong phần test tiếng Anh vừa rồi đúng không? Khi mà con tự test thử, con test bên trường rồi xong là con lại test thử để cho mẹ an tâm hơn là con đã ở làm ở nhà, con đã làm ở trên máy được 5.5 rồi, đúng không? Đó thì con có sự mày mò, con có sự chủ động trong việc học tập. Thì cô nghĩ là cái điều đấy rất quan trọng. Nếu mà sau này con có cơ hội đi du học nữa thì chắc chắn là du học sinh thì cái sự chủ động nó rất là cần thiết. Được chưa? Nên là cái điều đấy thì con cố gắng phát huy nhá Ly nhá. Ok chưa? Rồi, ok.
Rồi, vậy thì nói về liên quan một chút thì trong cái quá trình học tập của con thì cô Hảo có thể dành thời gian để trao đổi với bên phía phụ huynh về các cái phần công việc học tập của con trong tại trường ALEX nhé. Cái thời gian thì bạn ấy học cũng một năm, hơn một năm đúng chị, đi học ở bên nhà trường như thế thì cả một cái quá trình học rất là dài, một năm như thế thì chị có những cái để bạn ấy đạt được cái điểm số như thế thì chị liệu đã có cái sự đồng hành, chắc là đã đồng hành rất tốt với con, thì chị có thể chia sẻ giúp em là cái sự đồng hành của chị trong quá trình bạn ấy học như thế nào không ạ, về mặt tinh thần, về mặt kiến thức, hoặc là trong quá trình đấy thì có gặp những cái khó khăn gì và mình đã đồng hành giải quyết giúp con như thế nào không ạ? Nói thật ra là trong cái thời gian học của con là một năm ấy, thì cả gia đình, không riêng gì mẹ, cả bố, cả mẹ, ba mẹ đồng hành với con rất là nhiều. Nhưng chỉ đồng hành, thật ra là lúc đầu ấy thì các cô bảo là mẹ cũng có thể học cùng con, nhưng xem ra là bởi vì mình không biết tiếng Anh thì mẹ ngồi ở đấy thì con cũng mất tự nhiên đấy. Mất tự nhiên nên là con bảo là con cũng học được, áp lực, có nghĩa là ngồi ở đây con rất áp lực khi học bài. Thế là về sau thì đấy, thời gian đầu là chị cũng có ngồi, cái thời gian mà thầy giáo dạy ấy thì chị cũng đấy thì chị xem là ngồi một thời gian thì chị cũng xem và chị phát hiện ra là thầy giáo dạy thì không bằng cô giáo dạy. Đấy, chính vì thế chị đã đề nghị là nhà trường là thay thầy giáo bằng cô giáo dạy cho con chị. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là đồng hành với con thì chị chỉ biết là sau khi con học xong thì con xuống gọi con bảo học xong cho con học xong rồi, gọi con xuống và xoa đầu, hôm nay buổi học hôm nay thế nào, bảo tốt. chị hỏi mỗi câu đấy thôi, con bảo tốt mẹ ạ, bảo con cố gắng. Chứ còn nói về để mà nắm về phương pháp các thứ học như thế nào thì cả bố cả mẹ không biết tiếng Anh thì làm sao mà biết được. Để con rồi học. Đấy, chị nói là con học tốt mẹ ạ. Thế nhưng mà có một cái khó khăn như này, đó là về phần nói. Chị phần nói là chị thấy là phần các phần ấy, bốn phần thì có mỗi phần nói thì là chị thấy là cháu nói cũng được ít, và cái kiểu như là chị không yên tâm phần nói. Mà kể cả hôm nọ đi thi cũng thế, hỏi cô Phương Anh là thế cái phần nói thì nói thì quay ở video hay là như thế nào, hay là mình nói như thế nào, cô bảo nói trực tiếp. Thế tối hôm sau là thi phần nói rồi thì tối hôm đấy chị cũng bảo với con là ngày mai là nói trực tiếp đấy, tức là một thầy một trò đấy, nói với nhau đấy. Thế con như thế nào? Thế lúc đấy con mới sốt sắng lên mà nói trực tiếp, và mẹ bảo nói trực tiếp đấy, không phải ấy đâu, không phải là mình dạng như kiểu quay video nói xong họ nghe đâu, không phải như thế đâu. Đấy, xong là đấy, chính vì thế mà con nói được ít quá, phần nói con nói được ít quá cho nên là mấy cái điểm số nó mới không đạt được như mong muốn của con. Con đồng hành cùng con thì chỉ có xoa đầu thôi, xoa đầu và ok mẹ ạ. Ok biết thế thôi. Vâng, em nghĩ là việc tạo điều kiện tối đa nhất rồi đúng không? Thời gian về sử dụng các thiết bị học tập. Thiếu cái gì là mẹ ok hỗ trợ đấy. Ok học tập. Vâng. Đấy là một sự đồng hành rất là lớn, cùng mẹ cũng tạo điều kiện tối đa nhất cho con học này, cũng quan tâm con học như thế nào, rồi sau mỗi buổi học đều động viên tinh thần của con. Em thấy như thế là một cái sự đồng hành rất là sát sao, đồng hành rất là tốt cùng với con. Đấy cũng là một cái phần, có một cái phần lớn để con có thể đạt được cái kết quả như hôm nay đấy chị ạ. Em thấy thì đối với việc học tập của con ấy, thì thực ra đối với phương pháp về môi trường thì bên nhà trường đã có và cung cấp hỗ trợ cho con rồi. Cái quan trọng nhất là bên phía gia đình là cái sự tinh thần, đúng không chị?
Thế là cái tinh thần, động lực trên cái tinh thần để luôn luôn cho con cảm thấy hào hứng cho việc học tập, con có động lực cho việc học tập thì rất là quan trọng. Nên là em thấy là bên phía Liễu mà trong mỗi buổi học xong ban đầu là cũng rất là muốn tạo động lực cho con bằng cách ngồi cạnh, đúng không ạ? Để mà có thể xem thấy con khó gì mình có thể giúp ở đó, đúng không ạ? Nhưng mà đôi khi lại làm áp lực cho con. Nhưng mà theo hướng còn lại thì em thấy là khi mà con học xong rồi mình xoa đầu, mình hỏi con về các cái phần con học như thế nào, và tốt thì mình lại động viên, đúng không ạ? Và mình khuyến khích con nhiều hơn. Thì em thấy là nó là cái quá trình mà gần như là chị làm hàng ngày. Và chính vì cái sự hàng ngày đấy, cái sự khích lệ và động viên hàng ngày đấy làm cho con cảm thấy là con luôn luôn được hào hứng trong việc học tập, con luôn được khích lệ trong việc học tập, thì nó sẽ giúp cho con tự tin hơn. Thì em thấy là điều đấy không phải là phụ huynh nào cũng làm được cho chị Liễu ạ, không phải phụ huynh nào cũng làm được như chị đâu ạ. Nên là đối với việc mà em thấy là đối với phần chia sẻ hay là về gia đình cũng rất là gắn kết. Ví dụ như là đối với các bạn lớp 10, lớp 11 đôi khi là các bạn hay bị thu mình lại, đúng không ạ? Không có nhiều bạn là sẽ không thể kết nối với phụ huynh được nhiều đó, và rất là khó. Mà em thấy là gia đình mình này có sự gắn kết rất là sâu, thì không biết là mình có cái chia sẻ gì trong cái phần này để mà các phụ huynh cũng có thể có những cái sự gắn kết với con sâu hơn trong cái độ tuổi dậy thì này không ạ? Thật ra là như thế này này, bây giờ đúng như như cô giáo vừa nói ấy, cũng khá là chính xác. Ở cái tầm tuổi này người ta gọi là tuổi giờ ông giờ thằng, rất là khó, cực kỳ khó luôn ấy. Đấy mà qua đi qua lên một tí nữa thì con có cái sự hiểu biết nó ấy hơn thì nó sẽ được toàn diện hơn. Chị cũng chỉ là ví dụ như là kể cả học ở trường cũng thế, hoặc là con đi học toán về cũng thế, vì chị cho con học, chị hướng cho con học khối D mà là toán văn anh, thì con đi học toán về cũng thế, cũng hỏi bởi vì mình có biết gì đâu về toán đâu, giáo viên tiểu học làm sao mà giỏi nhiều đến thế. Thế là về cũng chỉ xoa đầu, một tuần thì có thể ôm con một lần, bảo mẹ yêu cả thế thôi. Quá. Cố gắng là yêu xong là một câu nhắc nhở theo sau. Là thôi. Con nhớ thế sao? với chị thì chỉ có thế thôi, bởi vì là mình cũng không có văn vẻ gì để nói nhiều cả. Để thể hiện bằng hành động. Một cái ôm xong là hoặc là một cái xoa đầu. Đấy, sau cái đấy thì là một câu nhắc nhở con cố gắng học nhá. Không, em thấy không, em nghĩ đấy không phải là câu nhắc nhở đâu, nó câu động viên đâu chị ạ. Câu nhắc nhở nó mang tính hơi nghiêm trọng xíu. Còn con em nghĩ là khi mà con nghe câu đấy là một câu động viên khuyến khích cho con học cố gắng thôi. Đó, thì con lại không bị áp lực trong cái câu đấy chị ạ. Đấy, chỉ có mỗi câu là thôi con cố gắng học. Bây giờ lớp 10 rồi, lớp 11 rồi mà tới đây mà học xong lớp 12 rồi và mình không đạt được một cái gì thì sau này cuộc sống của mình nó rất là vất vả. Đấy, xong là cũng lấy dẫn chứng, ví dụ như kiểu mẹ. Như mẹ đến ba cũng sinh ra từ làng. Đấy. Từ nông thôn ấy. Từ nông thôn mà ra. Đấy. Mẹ với ba không phải là sống một cái cuộc sống như các con bây giờ, là ở ngay tại thị trấn và bố mẹ là công chức nhà nước. Bố, ông bà ngoại, ông bà nội đều là nông dân cả. Đấy, thế nhưng mà khi mà mình quyết tâm ấy thì tất cả mọi cái đều đạt được. Cũng hướng như thế thôi. Dạ vâng. Em thấy là cái quyết tâm của con nó cũng đi từ giáo dục của gia đình nữa, đúng không chị? Đấy. Đó, dạ. Em thấy là nó có thể chị cũng trao đổi cũng như là khuyến khích con thường xuyên để cho con luôn luôn giữ được cái động lực đó để mà hỗ trợ con việc học tập. Thì em thấy là đây là một cái truyền thống gia đình, với thứ hai đó là một cái cách giáo dục mà em nghĩ là rất là nhiều phụ huynh cũng rất là cần để học tập, mặc dù là học viên ở bên nhà trường thì là học viên là toàn quốc, và tất cả học viên toàn quốc thì mình sẽ thấy là cũng có những học viên cũng rất là khó, cũng rất là đi từ nông thôn và cũng như là rất là vất vả để hỗ trợ con học tập. Nhưng mà để mà thể hiện được giống như mình, để mà cho con có một cái sự giáo dục và cũng như cho con một cái sự khuyến khích hàng ngày như thế thì cũng là cái điều mà đôi khi phụ huynh cũng sẽ cần phải chú tâm hơn. Và em thấy là cái điều mà chị làm ấy thì nó sẽ xuất phát từ chị trước, đúng không ạ? Tức là chị là người hành động, chị là người ôm con, đúng không? Chị là người chia sẻ với con trước và sau đó thì con sẽ cùng hòa nhập trong cái sự gắn kết đấy để mà con có thể thoải mái. Và dù đấy mà con đang ở trong độ tuổi dậy thì đi nữa thì con vẫn được cái sự quan tâm đấy, thì con cũng sẽ cảm thấy là không bị cô lập lại trong cái thế giới của mình.
Đó, thì em nghĩ là đấy là cái hành động mà nó xuất phát từ ba mẹ trước để mà có thể giúp cho con thoải mái hơn. Thì cái này cũng rất là, em nghĩ là đối với cái việc qua phần này thì bản thân em hay là với cô Hằng hay là với tất cả mọi người khi xem video này cũng học hỏi từ chị rất là nhiều đấy chị ạ. Đó, thì em cũng cảm ơn chị về cái điều này để có thể phụ huynh cũng có những cái sự học hỏi và có những cái sự quan tâm với con chủ động để mà giúp con có thể cùng thay đổi và cùng có ý tự tin hơn và cũng như là cùng có sự khuyến khích hơn chị ạ. Đó, rồi lại về nói về Khánh Ly một chút xíu thì cô nói chuyện với Khánh Ly một chút xíu nhá. Ừ, rồi. Thì Khánh Ly nghe lời trao đổi của mẹ thì chắc là cũng có thể hiểu được tấm lòng của mẹ hơn rồi, đúng không Khánh Ly? Vâng. Ừ, thế thì bình thường hai mẹ con có hay chia sẻ với nhau, hay Ly có chủ động chia sẻ với mẹ nhiều không? Bình thường là toàn là mẹ chủ động thôi. À, đó, thế cô nghe câu chuyện là cô thấy là đa số mẹ sẽ chủ động trước cho con đúng không? Bản thân Ly thì có bình thường có phải là mình là người hướng nội nhiều không? À, có. Ừ, tức là mình sẽ ít chủ động trong việc chia sẻ hơn mà cần người khác chủ động hơn đúng không? Vâng. Ừ, nhưng mà cô thấy là Khánh Ly cũng là người rất tình cảm đúng không nào? Khánh Ly thì thấy rằng trong cái việc học tập vừa rồi ấy, thì cô thấy là trong vòng hơn 1 năm đúng không, để mà đạt cái trình độ 5.0 thì cô thấy là qua cái sự khích lệ của bố mẹ, qua cái sự cố gắng của con thì ngoài cái việc mục tiêu của con là 5.0 trong cái khóa học ra thì con đã vượt band đúng không, là lên hẳn một band cho 6.0 thì chắc chắn nó đến cả từ sự quyết tâm và cũng như là từ cái khuyến khích của ba mẹ hàng ngày cho con nữa đúng không nào. Vậy thì trong cái thời điểm đấy thì chắc chắn là có những cái khó khăn đúng không nào, có những cái khó khăn trong cái việc học tập và có những cái sự mà gì con cần phải đặt quyết tâm để mà con cố gắng nhiều hơn đúng không, có nhiều lúc là mình sẽ khó khăn, mình đôi khi mình gì mình chán chứ đúng không, mình chán trong việc học tập chứ đúng không, nhưng mình lại quyết tâm lại đúng không, thì con có thể chia sẻ những cái khó khăn và những cái sự quyết tâm đó vượt qua đó để mà các bạn có thể bằng tuổi con đang gặp khó khăn như con cũng có thể những cái trải nghiệm và có cái sự học hỏi từ con nhé Khánh Ly nhé. Ừ, đúng rồi Khánh Ly nói đấy, Khánh Ly chia sẻ nhá. Trong học tập thì gặp khó khăn gì? Ừ. Tập thì Trong thời gian học cái này em kiểu bắt đầu học đúng lúc đang ôn thi vào lớp 10 ạ. đúng rồi, đúng rồi, chính xác, khoảng thời gian rất là căng thẳng đúng không? Ừ, thế thì tại sao lúc đấy như thế nào nhỉ? Là áp lực không Ừ, ban đầu rất là áp lực đúng không? còn kiểu nản á, và Ừ. có mấy lúc thì em cũng chả hiểu. Ừ. Nhưng mà sau đấy em cũng lập cái thời gian biểu hợp lý, xong ôn là lúc cả hai. Ừ. Thế thì con đấy khó khăn lúc đấy con nản đúng không? Cả và cái cách con đang làm để khắc phục điều đó là gì? Con có một cái thời gian biểu để mà cái con sắp xếp lại cái công việc học tập của con để cân đối được cả hai, đúng không nào? Đúng không? Ừ, với một bạn lớp 9 thì cô nghĩ là để mà lập thời gian biểu về mà làm đúng không? Để sắp xếp công việc làm sao cho hợp lý thì cô nghĩ là không phải bạn nào cũng làm được đâu. Cái này thì có phải là ba mẹ hướng dẫn cho con không hay là con chủ động trong việc làm đó? À, thì gọi là ba mẹ thì có nhắc là để làm, xong rồi con là cũng tự mò không tự làm. Ồ, Ừ, đúng tự không? lên thời gian biểu luôn. Ừ, rồi, ok. Vậy thì lúc đấy thì con, thứ nhất khi mà con lên thời gian biểu rồi thì mọi thứ có dễ dàng hơn với con không? Có mấy lúc mà cái mà có mấy chuyện nó diễn ra xong Ừ. kiểu phá kế hoạch cái Ừ. Thế rồi sao? Thế rồi mình sẽ xử lý như nào? đấy, em sẽ hơi cay một tí Hơi xong cay một tí. cay. Ngôn ngữ dần dét đúng không? Rồi, còn gì nữa nào? Sau đó như thế nào nhỉ? Đó, em sẽ bắt đầu tìm cách giải quyết. Ừ, thế thì con tìm cách như nào? Con xử lý cảm xúc đấy ra sao? À, lên một kế hoạch khác trong cay đắng. Ừ. Tức là lấy độc trị độc hả? Đúng không? Tôi đang rất cay như này, tôi phải lấy một kế hoạch nó cay đắng hơn, đúng không? Để tôi thực hiện, đúng không? Về quyết tâm rất là cao đúng không? Ừ. Đấy thì cho cái việc học tập đấy thì con nghĩ rằng khi mà con ngoảnh lại đúng không, con thấy là những cái khó khăn đấy thì con đã vượt qua được rồi đúng không, có thời gian con áp lực nhưng mà khi con quen rồi thì con thấy thoải mái hơn, không thể dễ dàng, khi con có một cái thời gian biểu rất là phù hợp rồi thì con thấy dễ dàng cho việc mà học tập, cân đối các cái việc học tập của con và việc học IELTS của con không? À, thấy là cũng có. Ừ, tức là có sự dễ dàng và thuận lợi hơn cho mình đúng không? Ừ,
Rồi, ok. Vậy thì bây giờ mình ngoảnh lại đúng không? Mình nhìn đến những cái khó khăn và những cái gì, những cái cách mình vượt qua đấy đúng không? Chắc chắn là mình cũng tự hào về những cái gì mình đã vượt qua chứ đúng không? Thì bản thân mình khi mình ngoảnh lại mình có cảm xúc gì và mình có cái có bài học gì trong cái phần này, trong cái chặng đường sắp tới của con để áp dụng không? Không biết nói. Rồi, ok, bây giờ câu hỏi ngắn hạn một xíu nhá. Câu hỏi ngắn một xíu là bây giờ mình ngoảnh lại đúng không? Cho việc mà mình nhìn đến những khó khăn đấy, có những áp lực đấy đúng không? Và con vượt qua nó. Thì thứ nhất là con ngoảnh lại thì con thấy là mình có tự hào trong cái việc mà mình đã rất cố gắng trong việc vượt qua nó không? Con thấy là rất tự hào luôn. Rồi, rất tự hào luôn đúng không? Đấy, và đấy là đầu tiên đúng không? Đấy là đầu tiên con cảm thấy rất tự hào bởi vì con cố gắng đúng không? Con đặt sự cố gắng vào trong đó, con đặt sự quyết tâm trong đấy. Vậy thì bây giờ mình đặt câu hỏi đúng không? Tại sao con lại có sự quyết tâm đấy? Bởi vì sao nhỉ? Vì em muốn muốn sau này em có việc làm tốt và có nhiều tiền. Em có một công việc làm tốt rồi. Thì nữa không? Con cứ nói ra những cái gì mà con nghĩ nhá. Con cứ nói ra cái gì là sẽ là động lực để con có cái sự quyết tâm như thế. Thật sự là động lực chính của em là chỉ có tiền. Đấy à, Khánh Ly là lớp 10, 11 đã bị áp lực về tiền rồi hả? Gọi là em thích tiền. Ồ, thế hả? Thế thì bây giờ thì có tiền mình sẽ làm gì nhỉ? Đúng không? Bây giờ có 500 của mẹ thưởng cho rồi đúng không? Vậy thì đầu tiên trong cái 500.000 của mẹ thì mình làm gì? Em bỏ một nửa ra em mua đồ linh tinh. Cho là một nửa con sẽ làm gì nhỉ? Em sẽ tiết kiệm. Wow. Rồi, ok. Rồi, vậy thì thứ nhất là cô thấy Khánh Ly là thứ nhất là vừa có tính chủ động nhá. Thứ hai là có kế hoạch lập tài chính cụ thể cho tương lai của mình đấy Ly ạ. Đúng không? Không phải lớp 11 nào bạn cũng nghĩ tương lai là mình phải dành dụm tiền ngay từ đầu đâu. Đó, thì bây giờ mình đã có gì? Ngay trong khoảng hỏi tiết kiệm là ít nhất có 250 rồi đúng không? để ít nhất là tương lai là có thất nghiệp vẫn có bữa ăn rồi đúng không nào? Rồi, thứ nhất là Ly, thứ nhất là cô đánh giá rất là cao về cái tính chủ động của con và cũng như là cái tính suy nghĩ lâu dài của con, đúng không? Một bạn mà có cái mục tiêu rất rõ ràng cho việc học tập. Đúng không? Mục tiêu tiền không phải là mục tiêu gì, nó gì, nó không tốt cả Ly nhá. Bởi vì mọi người đều làm vì điều đó mà, đúng không? Nhưng mà tất nhiên sau điều đó thì mình sẽ là cái gì? Cái sự cân bằng của mình, cái sự hạnh phúc của mình hay sự thành công của mình thôi. Ok chưa? Nên điều đó là điều rất là tốt. Nhưng mà cô thấy là khi mà có mục tiêu rất sớm như thế thì con có những cái sự quyết tâm rất là rõ ràng cho việc tập. Đấy chưa? Và cô đánh giá rất cao điều đó. Với một bạn gì lớp 9, lớp 10 mà có sự quyết tâm đấy thì không phải là bạn nào cũng có được nhá Khánh Ly nhá. Ok chưa? Nên là Khánh Ly và trao đổi với cô là gì? Con rất tự hào về điều đó thì cô hiểu được cái sự tự hào đấy của con. Đó. Vậy thì bây giờ với một lời khuyên cho một bạn đúng không? Đang gặp khó khăn. Có những bạn học IELTS ở bên nhà trường đúng không? Các bạn cũng đang gặp khó khăn trong cái việc học tập. Đúng không? Có thể dụ như mình nói đúng không? Có những việc rất cay đúng không? Và tự nhiên nó ập đến đúng không? Mà mình không biết được trong cái tâm lý độ tuổi dậy thì của mình rất là nhiều các vấn đề nó xảy ra chứ. Hay là cái việc học tập đôi khi áp lực quá chẳng hạn, đúng không? Hay là đôi khi những cái vấn đề cá nhân gia đình nó sẽ ảnh hưởng việc học tập của con. Thì con có một lời khuyên gì cho các bạn để mà vượt qua điều đó? Em sẽ nói là nhưng mà vượt thì cứ vượt đi nhưng mà phải có một kế hoạch khác. Rồi, tức là cảm xúc thì nó vẫn có rồi đúng không? Bực thì vẫn bực đúng không? Không trốn tránh nó nhưng mà mình vẫn phải có một kế hoạch để đi vào để xử lý nó đúng không? Rồi ok. Thế thì bây giờ nếu mà mình xử lý nó là bằng cách là mình hiện lên một cái thời gian biểu cụ thể đúng không? Để mà mình gì sau cái cảm xúc đấy mình vẫn có gì? Mình quay lại cái đường ray để mình gì? Quay lại cái đường đà của mình để mình chạy đúng không? Rồi ok. Thế thì Ly thì Ly thì cô nghĩ là sau lớp 12 thì chắc là mẹ con không phải lo lắng là con đi du học đâu. Bởi vì con có cái tính chủ động, có cái tính tự lập rất là cao rồi. Đúng không? Và rất là lớn đấy, đúng không? Rất là trưởng thành trong cái suy nghĩ của con. Rồi, vậy thì thứ nhất là cảm ơn con đã chia sẻ cái phần mà lời khuyên mà cô nghĩ là nó vừa xúc tích, nó lại vừa gì? Đánh trúng đúng không? Đánh trúng được cái suy nghĩ của các bạn.
Vậy thì nếu mà trong trường hợp các bạn cũng đang gặp khó khăn như con đã gặp đúng không? Thì đầu tiên đúng không? Thì hãy không trốn tránh cảm xúc của nó đúng không? Nếu cảm xúc nó diễn ra thì để nó diễn ra, nhưng mà gì cần phải tỉnh táo trong việc mà mình gì phải lên kế hoạch lại để mà mình gì không bị cảm xúc đấy nó ảnh hưởng đến cái gì cái mục tiêu của con đúng không? Rồi ok, cảm ơn Khánh Ly rất là nhiều nhá. Rất là trưởng thành. Chị Liễu ơi, thì vừa nghe những chia sẻ của Ly rồi thì em cũng muốn lắng nghe những cái chia sẻ của chị một chút. Đấy, hiện tại thì Khánh Ly đã bước vào năm học lớp 11 rồi. Đấy, mà cái thời điểm chị đăng ký cho Ly học IELTS là từ tháng 3 của năm, tháng 3, cuối tháng 3 năm ngoái đúng không chị? Thì lúc đó là cũng là cái thời kỳ mà con bước vào cái kỳ thi lớp 10 rất là bận rộn. Đó, thì nhưng mà chị cũng có những cái quyết định sáng suốt là cho con học IELTS ngay từ cái thời điểm đó. Đấy, thì không biết là chị có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của mình vì sao cái chị, lúc đó chị lại quyết định lựa chọn cho bạn ấy học IELTS sớm như vậy ạ? Và chị có cái lời khuyên nào cho các phụ huynh mà có con đang học lớp 9, lớp 10, lớp 11 về việc cho con học IELTS sớm để phụ huynh và con cũng đỡ áp lực hơn trong cái chặng đường tương lai tới ạ? Thật ra là tìm hiểu về cái học IELTS này, chị đã tìm hiểu cho con bắt đầu từ cuối năm lớp 8 rồi. Cuối năm lớp 8 là chị đã xem về cái, nói chung là về xem về, bởi vì chị làm bên giáo dục mà, cho nên là chị theo dõi rất là nhiều những cái các cái trang mạng xã hội về giáo dục. Đấy, chị cũng nắm bắt được là học IELTS trong tiếng Anh thì chị thấy là con chị là mạnh về cái môn này, môn tiếng Anh này. Đấy, chính vì thế chị đã lên kế hoạch để cho con học IELTS sớm. Học IELTS sớm để làm gì? Để không áp lực cho con. Ví dụ như là con có thể học kéo dài ra. Đấy, kéo dài thời gian, có thể là một tuần một tiết hoặc một tuần hai tiết. Đấy, kéo dài thời gian để con học. Đấy, nó cũng có hiệu quả. Đấy, không áp lực. Xong là còn có thời gian để học các môn học khác nữa. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nếu như mà mình học IELTS quá muộn thì con vừa học các môn lại vừa học IELTS nữa thì sẽ rất là áp lực cho con. Và chị sợ là áp lực như thế thì ở cái lứa tuổi, ở cái lứa tuổi đang tuổi dậy thì này, đấy, nó ý là trẻ con bây giờ nó không được như kiểu là cái thời của các chị ngày xưa. Cái sự suy nghĩ nó kiểu nó rất là non nớt. Cho nên là áp lực quá thì cũng rất là sợ. Và chính vì thế chị đã quyết định cho con học sớm hơn. Vâng, cái thời điểm mà bạn ấy, chị quyết định cho bạn ấy học như thế thì cũng là cái thời kỳ mà mình bước vào cái việc ôn thi vào 10 đúng không chị? Chắc chắn là các con sẽ rất là bận rộn trong cái thời gian đấy, rất là lịch học, lịch ôn rất là nhiều. Thì bản thân chị hay là con thì có gặp những cái khó khăn trong cái thời điểm đấy không chị? Cũng gặp mà rất là nhiều những khó khăn ấy. Với con thì là khó khăn đấy như lúc nãy con đã chia sẻ rồi. Còn với chị thì thật ra là kiểu lúc đấy mình cũng nghĩ là mình cũng tự mình tạo áp lực cho con. Đấy. Tự mình tạo áp lực cho con. Đáng ra mình thật ra là đến tận lớp 12 con mới cần lớp IELTS cơ thì mình có thể cho con học muộn hơn một chút cũng được. Ví dụ như thế. Đấy. Nhưng mà kiểu mẹ thì cũng có tính bồng bột một tí cho nên là đã quyết định để cho con học vào đúng cái thời điểm vừa vào 10 và vừa vào đấy. Nhưng mà cũng may là con bé cũng cũng có cố gắng, có sự cố gắng. Thật ra nếu mà con ở lớp 11 mà lớp 12 thì đôi khi lại rất là gấp rút với con, đôi khi áp lực lúc đấy lại áp lực gấp đôi đấy chị ạ. Gấp đôi đấy. Rồi là gấp đôi đấy. Đấy. Nếu mà bây giờ mà con bắt đầu học, ví dụ như là đối với các phụ huynh học viên IELTS mà lớp 11 bây giờ là bắt đầu học là áp lực là rất là lớn. Và đôi khi cái việc đúng rồi. Đôi khi cái việc mà mình nghĩ trong cái thời điểm đấy là đang là thời điểm áp lực với con lớp 9 lớp 10, nhưng mà thực sự nếu mà bây giờ mình học ấy thì áp lực đôi khi áp lực bây giờ là lớn hơn rất nhiều so với áp lực trước. Nên là cái đó đôi khi là đấy là quyết định rất là thông minh, và bởi vì mình lựa chọn đằng nào đối với việc học tập thực ra cân bằng giữa một cái việc học ở trên trường và một cái môn học IELTS nữa thì bản chất thêm một cái nó đã áp lực hơn rồi.
Đấy, nên là cái việc áp lực đấy thì nó sẽ diễn ra trong cái thời lớp 9, lớp 10 ấy, thì nó vẫn là một cái dễ chịu hơn rất là nhiều so với việc mà gấp rút của con với hiện tại. Có những phụ huynh mà đến lớp 12 bây giờ mà đi tìm hiểu IELTS thì không còn kịp nữa. Không kịp nữa, bảo là cố gắng để tháng 3, tháng 4 để mà xét tuyển thẳng, để đủ chứng chỉ để xét tuyển thẳng. Nhưng mà chắc chắn là nếu mà con học một tuần 3 đến 4 buổi, mà mỗi buổi là 3 đến 4 tiếng thì chắc là rất là khó. Con cũng áp lực gấp rất là nhiều lần, trong khi các môn tốt nghiệp của con lại cần phải ôn hơn. Đó, thì nên là trong cái việc mà trong việc học tập của con ấy thì em nghĩ đó là cái lựa chọn mà đó là áp lực, nhưng mà cái thời điểm đấy làm cho con cảm thấy áp lực nó nhẹ nhàng hơn so với thời điểm hiện tại nếu mà bây giờ mình mới quyết định. Đó. Đấy. Sau khi mà chị cho con chị học rồi nhá, xong là ở trường, ở chỗ chị, đơn vị chị công tác ấy, cũng có một chị bạn cũng cho con chị học. Là con chị bạn đấy thì bây giờ có nghĩa là học học dạng như kiểu học cấp tốc, như kiểu em vừa cô giáo vừa bây giờ ấy. Học cấp tốc, học đi học thẳng ở dưới Hà Nội, nghĩa là một cô một trò học trực tiếp ở dưới Hà Nội ấy. Xong là về xong là xong là sau khi bạn ấy thi xong thì học cấp tốc như thế, bạn thi xong mục tiêu là cũng đến 5.5, nhưng mà sau khi bạn ấy thi thì bạn chỉ được có 5.0 thôi. Đấy, bạn được có 5.0. Xong là về chị bảo là con chị thi được có 5.0 thôi, bảo thế mà đấy là còn học còn học trực tiếp. Bây giờ em cho con em học trên mạng liệu có ổn không? lúc đấy là chị cũng lo, thật sự lo nhưng mà thì bây giờ thì đâm lao phải theo lao thôi, biết làm kiểu gì. Đấy. xong là vừa rồi chị ấy cũng hướng cho con chị ấy là đi du học ở Úc. Bây giờ con bé đi rồi, con bé đi sang bên đấy rồi, cái con bé học dưỡng ở bên Việt Nam mình mất mấy năm đấy, 2 năm 3 năm gì đấy, xong mới đi học chứng chỉ IELTS này. Đấy, chứng chỉ IELTS này xong mới đi du học ở Úc, thì là con bé đi từ đầu năm nay rồi. Đấy, xong là hôm nói chuyện bảo là chị đưa con bé đi thi rồi nhưng mà được 6.0. Tự tin hơn rất nhiều đúng không chị? xong là chị bảo chứ ôi 6.0 à, chị cứ cho thi thử không? Không, chỉ thi thử có một bài hay hai bài gì đấy ở trên đấy thôi, trên đường link cô giáo gửi thôi, các chị có biết gì đâu. Xong là chị bảo chứ con bé nhà em lúc đầu thi có được có 5.0 đấy, xong là về ôn lại thì mới được 6.5 đấy. Thế nên mà con nhà bạn mà thi được 6.0 rồi mà nếu bây giờ mình ôn mà tới đây thi ấy, thì chắc chắn là sẽ vượt banh nữa. Bảo thế. Mừng. Thật ra là mừng quá đúng không chị nhỉ? Nói thật là nếu mà tất cả các bậc phụ huynh ấy, bây giờ mình phải xem cái lộ trình học của con mình và nên cho con học sớm hơn một chút để nó đỡ áp lực. Đúng rồi. Sớm bắt đầu từ đấy, bắt đầu vào 10 là thi là học được rồi. Vâng. Cứ mỗi tuần ra thì với các bạn lớp 10 ấy chị, đấy là bắt đầu lớp 9 lớp 10 đấy là cái thời điểm vàng để các bạn ấy học tập cho việc học IELTS rồi đấy. Đấy nên là các bạn ấy nên cần phải bắt đầu ngay. Nếu mà để đến lớp 11, lớp 12 rồi thì lúc đấy sẽ rất là gấp rút rồi, áp lực sẽ rất là cao rồi. Đấy, kể cả các bạn với lớp 11. Đấy thì bây giờ cũng phải gọi là chạy đua rồi, học chạy đua rồi. Không cả kể cả phụ huynh hay là con ấy nữa thì cũng cần phải rất là tăng tốc thì mới có thể học và thi đạt được cái chứng chỉ IELTS. Đấy. Đấy. Mỗi tuần là Khánh Ly là học 2 buổi một tuần đúng không chị? Đọc học 2 buổi một tuần. Dạ vâng, chị chia sẻ ạ. Dạ. Dạ vâng, chị Liễu đang định chia sẻ phần gì, chị cứ chia sẻ ạ. Thật ra là nhìn lại trong một cái thời gian học của con đến bây giờ là con đã thi xong rồi, đã đạt được kết quả như mong đợi rồi, mà có khi còn cao hơn cả như mong đợi nữa. Gia đình cũng rất là vui. rất là vui và tin tưởng vào con. cái trung tâm đấy. Tin tưởng vào những cái trung tâm mà mình đã đặt niềm tin cho để cho con mình học. Dạ vâng. Em thấy là đầu tiên là chị Liễu là đầu tiên là sau cái phần trao đổi của chị bạn đúng không ạ?
Đấy là mình đã lo lắng đúng không chị? nên là có hai cái phần ở đây, là đầu tiên là mình tin tưởng ở môi trường học của con khi mà con học, và thứ hai là mình tin tưởng vào con đúng không chị, là với môi trường đấy rồi thì bây giờ con sẽ quyết tâm học tập như thế nào cho việc học tập của con thôi. Đấy, thì thay vì lo lắng thì bởi vì đôi khi mình lo lắng là mình lại tạo một cái áp lực rất là vô hình với con đúng không chị? Đấy, nên là mình cứ thoải mái cho con để thoải mái trong cái môi trường học tập của con là được. Với cái lo thứ hai của thế. Con ấy thì dạ vâng, vâng chị cứ chia sẻ ạ. Lo lắng như thế nhưng mà chị không dám nói cho con biết. Vì là nói thật là không dám nói, không dám là không dám nói là ui con ơi học như thế này thì không biết như thế nào. Đấy, không dám nói, không dám thổ lộ ra. Thì mỗi lần con học ấy, con rất là thích học, thì mỗi lần con học xong thì chị biết là chị đấy, lúc nãy chị chia sẻ, chị xoa đầu và thôi con cố gắng đấy, đến lúc cũng nghĩ là thôi đến lúc đi thi thì lúc đấy hay đấy, bởi vì là nếu như đạt được thì nhà trường cái hợp đồng nó rất là rõ ràng rồi, nhà trường rồi. Phải có hỗ trợ cho con là đấy, bồi dưỡng cho con để con đạt được kết quả như mà mình đã hợp đồng. Dạ vâng. Đấy thì em nghĩ là trong cái phần này thì đầu tiên đối với việc học tập của con, bởi vì con đang được học kèm 1-1, ví dụ như chị bạn nhà mình thì có thể học trực tiếp, cũng học 1-1 trực tiếp đấy, đôi khi lại còn không kết có hiệu quả bằng cái việc mà học 1-1 cả online. Thì em nghĩ là cái môi trường học online hay offline ấy, thì thực ra nó lại không quan trọng ở trong cái phần môi trường cái mô hình, mà lại quan trọng nhất là cái phần phương pháp giảng dạy đó của giáo viên và của giáo trình của bên nhà trường hỗ trợ cho con để làm sao mà giúp con đạt được, thì cái điều đấy nó rất quan trọng. Nên là trong cái quá trình học tập của bên nhà trường thì bên nhà trường luôn tập trung vào việc mà thứ nhất là giáo viên phải có chuyên môn trong việc dạy con để giúp con có chiến thuật trong việc tăng band, đấy là cái điều đầu tiên đã. Cái thứ hai đó là cái giáo trình phải đi sát và đi trọng tâm, tức là không bị lan man đó. Thì khi mà con học ấy, thì con học một mức độ bình thường, con có thể đi tất cả những kiến thức ở trong sách vở đấy thôi thì con đã có thể đạt được rồi. Thì hai cái điều đấy nó rất là quan trọng cho cái việc học tập phát triển của con. Nên là trong cái quá trình tới khi mà con học, hay ví dụ như là mình cho con đi du học cũng thế thôi đúng không chị? Môi trường thực ra là có rất là nhiều thứ, hay là có rất nhiều cái điều tốt, hay có những điều mà chưa tốt. Thì cái điều mà mình tập trung ở đây chỉ là quan trọng là ở con, và thứ hai là cái ở những điều con tiếp xúc đó, có giáo trình, có phương pháp cụ thể cho con thì nó sẽ đi dễ dàng cho con được chị ạ. Đó, nên là mình cứ an tâm trong việc học tập của con, và cũng như trong cái những chặng đường sắp tới của con nữa thôi. Đó, thì còn đối với đúng không? Khánh Ly cho cô gặp xíu nào. Khánh Ly thì thứ nhất là đối với học tập của con thì bây giờ lớp 11 rồi đúng không? Bây giờ thì so với các bạn mà bằng tuổi con ấy, thì các bạn đang rất là lo lắng áp lực và bắt đầu chạy đua với việc học IELTS để mà thi IELTS được cái band điểm giống như con ấy. Đúng không? Thì bây giờ con lại gì? Con đã có thể gì thoải mái được rồi, đúng không? Mình không cần phải gì. Mình nếu mà bây giờ mình muốn tăng band, đúng không? Thì mình bây giờ chỉ cần ôn thêm, luyện thêm, đúng không? Có môi trường thêm để mình tăng band thôi. Chứ mình còn không lo lắng cái điểm đầu vào của một trường đại học nữa. Ok chưa nào? Thì tâm lý của mình đã thoải mái hơn rất là nhiều rồi. Và thứ hai đó là gì? Mình có cái thời gian để mình có thể dành cho bản thân, dành cho các môn học ở trên trường, hay là dành cho cái môn năng khiếu của con như con đang trao đổi là môn gì? Còn môn nghệ thuật của con, đúng không? Thì cái sự tập trung của con nó cao hơn rất là nhiều và thoải mái rất là nhiều so với các bạn hiện tại. Thì bản thân con thì con đang cảm thấy là nó có sự thuận lợi hơn cho con nhiều khi mà con học IELTS, con được mẹ hỗ trợ cho con học IELTS từ sớm không? Có. Có đúng không? Con thấy thuận lợi như thế nào cho con nhỉ? Hiện tại thì con thấy thoải mái hơn như nào cho con? Thấy là không cần phải ôn gấp rút như là cái hồi thi vào 10. Đúng rồi. Tức là nếu mà lúc nãy cô trao đổi với mẹ đúng không? Nếu mà bây giờ mà con bắt đầu học tập ấy, thì cái thời điểm mà áp lực trong thời điểm đó của con đúng không? So với áp lực hiện tại thì nó dễ gì sẽ không thể bằng được. Bởi vì hiện tại con là cái gì? Cánh cửa đại học đúng không? Lại cộng thi với IELTS nữa thì áp lực con lớn gấp đôi. Được chưa? Nên là trong cái thời điểm đó đúng không, con cảm thấy khó khăn, nhưng mà thực ra thì con đã hoàn toàn vượt qua nó được. Và bây giờ thì con hoàn toàn tự tin để mà ngồi đây chia sẻ đúng không, để mà có thể tập trung vào các môn khác nữa đúng không. Thế thì cái thời gian, quỹ thời gian biểu sắp tới của con thì con sắp xếp như thế nào chưa? Chia sẻ với cô được không? Cô hỏi lại nhưng mà ngắn hơn được không? Cái thời gian biểu của con ấy, trong cái thời gian sắp tới của con thì con đã sắp xếp như thế nào chưa cho cái kế hoạch sắp tới của con để đạt cái mục tiêu đó? Ra là em vẫn còn chưa lên thầy khóa biểu cho thời gian biểu.
một cái tương lai nữa, nhưng mà nghĩ là sẽ làm sớm trong thời gian tới. Tức là con sẽ dự định làm sớm trong thời gian tới để con có cái kế hoạch rõ ràng hơn, đúng không? Nhưng mà con biết là ở trong thời gian tới con tập trung vào những cái điều gì chưa? Trung vào các môn trên trường. Rồi, các môn trên trường. Cái môn năng khiếu của con thì con sẽ học vào thời gian nào? Vào thời gian rảnh. Thời gian rảnh của con. Học học trên trường xong thì con sẽ học về cái năng khiếu của con, đúng không? Vâng. Mẹ con có biết là con có năng khiếu đó không? Lâu lâu cũng khoe. Lâu lâu cũng khoe đúng không? Thế thì mẹ có lời khen gì cho con không? Có. Rồi, ok nhá. Vậy thì đó cũng là cái động lực cho con để phát triển cái môn năng khiếu của con, đúng không nào? Rồi, nhưng mà tương lai thì bản thân nếu mà theo cái ngành đó thì con mong muốn trở thành điều gì? Hay là con mong muốn là con sẽ làm nhân vật gì, hay là con sẽ cụ thể con sẽ làm trong cái lĩnh vực cụ thể như nào với cái ngành đó của con? Nghĩ là em sẽ kiểu làm animation cho công ty nào đó thôi. Rồi làm thiết kế animation cho một công ty nào đó, đúng không? Vâng. Rồi, ok. Rồi bây giờ thì cô thấy là cũng cái hoạch định rất là rõ ràng rồi nhá. Rồi và chắc chắn là ngành thiết kế thì chắc chắn là kiếm rất là nhiều tiền nha Ly nhá. Ok chưa? Và thiết kế thì con có lựa chọn là làm trong môi trường nước ngoài, đúng không? Và trong môi trường quốc tế, bởi vì môi trường quốc tế sẽ gì? Bao giờ ưu tiên tính sáng tạo rất nhiều, đúng không? Ưu tiên tính sáng tạo hơn rất là nhiều. Đó, nên là chắc chắn là với môi trường của con thì con làm môi trường quốc tế thì hoàn toàn phát triển được nhiều nhá, Ly nhá. Ok chưa? Rồi ok, bây giờ thì thời gian thoải mái hơn rất nhiều rồi, đúng không? Tâm lý bây giờ thoải mái rất là nhiều rồi. Thì con cứ tập trung vào những cái điều mà con muốn. Thứ nhất là về môn năng khiếu của con, thứ hai đó là con có thể gì phát triển trong các môn trên trường học của con, đồng thời là con có thể gì làm sao để ôn tập, đúng không? Có môi trường để có thể hỗ trợ nâng ben, đúng không? Có rất là nhiều các cái mục tiêu sắp tới con có thể vẽ ra để mà con có thể tận dụng cái thời gian lớp 11 và lớp 12 của con để con có thể phát triển hơn nữa nhé, Ly nhá. Được chưa? Ok chưa? Rồi, ok nhá. Em muốn hỏi chị Diễu một chút, tại vì cái vấn đề này thì cũng có rất nhiều phụ huynh cũng đang rất là quan tâm ấy. Đó thì về vấn đề việc đầu tư tài chính cho con học IELTS với mình ở cái thời điểm đó thì mình có cần phải cố gắng nhiều không? Thì em thấy hầu hết thì các phụ huynh thì cũng luôn luôn là sẵn sàng đầu tư cho con học IELTS đấy, nhưng mà với một số phụ huynh thì vẫn còn đắn đo. Đó, vì số tiền học IELTS mình đầu tư cho con thì cũng không phải gần 30 triệu, 40 triệu ấy. Đó thì số tiền này cũng không phải là lớn, nhưng mà chắc chắn là cũng không phải số tiền nhỏ đúng không chị? Đó, nhất là với các phụ huynh ở các tỉnh thành xa nữa. Đấy thì không biết là suy nghĩ của chị như thế nào về việc ưu tiên tài chính để đầu tư cho con học IELTS về thời điểm đấy ạ? Thật ra là về cái thời điểm đấy để quyết định cho con học IELTS ấy, thì khi mà bên trung tâm gửi cái lộ trình về cái tài chính để cho gia đình xem ấy, thì là gia đình chúng tôi thì cũng bàn bạc đấy, bàn bạc nhau thì để làm sao cho nó hợp lý đấy. Cái thứ hai nữa là về cái tài chính thì bố mẹ đều là công chức ở tỉnh lẻ, công chức thì lương nhà nước thì các em biết rồi đấy. Công lương thì một đồng một cọc rất là rất là hạn hẹp, nhưng mà vẫn cố gắng làm sao để cho con có tài chính cho con để cho con theo học. Còn thật sự là lúc đầu chị cũng đắn đo là không biết là có nên học ở trung tâm hay là học một như kiểu là ý của cái như kiểu cái cô bạn ấy cùng đơn vị để cho con học trực tiếp đúng không? Học trực tiếp ấy. Về sau thì chị tìm hiểu thì chị bảo là nếu như học 1:1 cũng là 1:1 nhưng ở trên online ấy thì là con mình học ở ở nhà, không mất tiền thuê đấy, không mất tiền thuê nhà, không phải đi lại ở dưới kia, một mình con mình ở dưới kia, ở dưới nếu học học trực tiếp thì phải xuống Hà Nội học, thì một mình con mình học ở dưới kia học 3 tháng rồi, một mình khác ở ở ở ở cái đất thủ đô như thế thì là không được. Chính vì thế chị quyết tâm là quyết định là cho con học ở nhà, học online.
Còn về kinh tế thì tài chính thì cũng cũng như nhau thôi. Ừ. Học một một Cố ở gắng. đấy cũng như nhau cả, thế nên là cố gắng Đúng rồi. làm sao Vâng. để cho con đạt được kết quả. Vâng, thật ra bố mẹ làm công chức nhà nước thôi thì cũng phải ưu tiên đầu tư cho con để con học làm sao học tập tốt nhất thôi, đúng không chị? Bây giờ mình thực ra mình ngoảnh lại cái sự cố gắng đó đúng không chị? Cái sự cố gắng và đầu tư đó thì nó là hái quả ngọt rồi đúng không chị? Thì bây giờ thực ra là bây giờ mình nghĩ lại thì mình không nghĩ số tiền nữa, thực sự như thế. Mà bây giờ mình nghĩ là à con đã có thành quả rồi. Và cái đôi khi cái điều đấy và với những cái phụ huynh mà đang lớp 12 mà đang rất gấp rút ấy, thì đôi khi thì lúc đấy mình bảo là mình muốn có cái kết quả đấy thì mình bỏ ra bao nhiêu tiền thì cũng thực ra nó cũng không mua được nữa. Đó, không mua được nữa bởi vì nó quá trễ cho con rồi. Đó, nên là cái đấy em nghĩ là bây giờ thực ra khi mình nghỉ lại đúng không? Lúc đấy mình nghĩ là mình có thể đắn đo rất là nhiều đến phần tài chính và môi trường học. Nhưng mà khi mình có kết quả học tập rất là tốt rồi thì cái điều mà mình thực sự mong đợi của con đó là sự thành công của con và sự tự hào của con. Đó, và cái sự vui vẻ của con, sự tự tin của con nó lại là điều quan trọng nhất. Đúng không ạ? À, nên là em nghĩ là một cái môi trường với gia đình là một môi trường giáo dục và bản thân chị cũng là một người giáo viên của cấp 1 nữa đúng không ạ? Đấy thì em nghĩ là cái quá trình nhìn trên cái con đường học tập của con và Để tí nữa, cái quyết tâm trong việc đầu tư hỗ trợ cho việc học tập của con thì em thấy là rất là cao. Đó nên là hy vọng là trong cái quá trình học tập của các con đặc biệt những các phụ huynh ở tỉnh xa và những phụ huynh mà đang có những khó khăn về phần tài chính thì họ cũng có những sự ưu tiên, có những sự ưu tiên tài chính. Tất nhiên thì đối với mỗi thời điểm của mỗi gia đình thì có những phần khó khăn riêng đúng không chị? Đó, và mình bắt buộc là mình cần phải ưu tiên cái nào hơn thôi. Đó, thì cái việc học tập hay là việc đầu tư cho việc IELTS của con để có một cái tương lai tốt hơn và cơ hội mở hơn cho con hay là cánh cửa cho con thì bao giờ cũng là cái ưu tiên hàng đầu cho tất cả so với tất cả những cái phần so sánh về phần tài chính hay là những cái khó khăn về tài chính còn lại. Đó thì em thấy là đối với gia đình cũng là một cái lựa chọn mà mình cũng rất là cố gắng và em nghĩ là cũng là các phụ huynh còn lại ở các tỉnh xa cũng là một cái chia sẻ để các phụ huynh có thể có cái sự cố gắng và ưu tiên trong việc tài chính học tập cho con khi mà đầu tư về IELTS hơn. Đó thì thứ nhất là cũng cảm ơn chị và em thấy là cái sự quyết tâm của chị và cái sự cố gắng cho việc học tập của con chị nó rất là rõ ràng ấy. Đó, ngay từ tức là trong mọi hành động của chị trong mọi cái hàng ngày của chị sẽ đều luôn luôn khuyến khích cho con việc học tập. Và như lúc ban đầu chị trao đổi là khi mà con đi học IELTS thì mọi gia đình thì gia đình là bố mẹ đúng không ạ? Thì con cần gì là mẹ ok hết. Đó, mẹ đều ưu tiên để mà hỗ trợ con hết. Đấy, thì đấy tức là nó là ngay từ đầu luôn, nó là cái việc mà mình luôn sẵn sàng là việc học của con là phải việc ưu tiên hàng đầu cho với các cái việc còn lại. Đấy, thì em thấy là thực sự nó là một cái phần chia sẻ rất là có ích đối với tất cả các phụ huynh. Đó, thì thứ nhất là đối với phần học tập của con thì em cũng xin phép là hỏi con một phần cuối cùng để mà có thể trước khi trong trong cái phần trao đổi của con thì con sẽ dành thời gian để có thể đi ăn trưa chị ạ. Thì chị có thể chuyển máy sang con cho con một chút xíu được không ạ? Bạn ấy đang đi lấy thuốc cho khách À thế ạ. bán À dạ vâng. Thì bây giờ mình sẽ trao đổi một chút trong cái quá trình học tập của con sắp tới. Thì nếu mà trong cái hai cái lựa chọn và trường đại học du học đúng không chị? Thì mình vẫn sẽ lựa chọn đầu tiên là du học của con rồi. Nếu mà trong cái trường đại học của con thì mình cũng sẽ apply vào một số trường đúng không ạ? Hay là mình sẽ chỉ đi theo một hướng của con là đi du học thôi ạ? À không, chị thì vẫn có hai hướng. Ừ, Hướng thứ dạ. nhất là bắt đầu vào lớp 10, lớp 10 của đấy năm ngoái ấy, thì là Ừ. chị đã tìm hiểu về cái thế mạnh môn học của con rồi. Ừ, Thế mạnh vâng. môn học của con là môn tiếng Anh, cho nên là chị hướng cho con đi khối D của các trường đại học. À, Đấy, rồi. khối D, và con có thêm một cái thế mạnh nữa đó là về môn mỹ thuật đấy, nghệ thuật đấy, Rồi, thì đúng. là khối D, khối H đấy Ừ. của các trường đại học, thì chị cũng đang tìm hiểu. Thì cháu thật ra là lúc đầu chị định hướng cho con là nếu mà đi du học ở Úc ấy Ừ. thì là chị định hướng cho con là đi học điều dưỡng đấy, nhưng mà bạn ấy Ừ. bảo là bạn không làm đấy, bạn không đi Đúng đấy, không? Không hợp, không thì hợp với em gái của chị. ngành y bạn không đi, bạn bảo bạn không đi. Xong về sau thì chị lại tìm hiểu thêm cái ngành thiết kế đồ họa đấy. Vâng. Đấy, bởi vì là cháu thích cái môn vẽ nên là chị tìm hiểu thêm cái thiết kế đồ họa, thì nó cũng khối D cũng được và khối H cũng được. Thì chị cũng đang định hướng cho cháu là nếu như học ở các trường
ở trong nước ấy thì sẽ vào những cái trường như là FPT này, vào khối D của đấy, của khối D khối H của cái FPT này, hoặc là trường trường gì nhờ cả, cũng một cái trường của người nước ngoài ấy, của Anh thì Geni cái gì ấy đấy, cái trường đấy. Rồi. Đấy, vì là học phí của các trường đấy thì đều cao, thế nhưng mà khi mình học ra thì đầu ra của các trường đấy đầu thì ra rất là chất lượng, đầu ra xin việc các thứ thì nó dễ hơn ở các cái trường, ví dụ như là những cái trường mà nó yêu cầu về môn toán thì con mình thì lại nó lại không học được môn toán mấy. Đấy, thì bố cháu làm bên kiểm sát thì cũng rất thích cho con vào đại học kiểm sát hóa án, mà con cũng thích, con bảo con không thích. Mẹ thì làm giáo viên thì là hướng cho con vào đại học sư phạm ngoại ngữ khối D, cũng không thích. Không thích. Đây là có bắt cùng lao hết, có nền tảng hết rồi nhưng con không thích đúng không ạ? Con không thích đấy. Thì là bây giờ ở các trường ở trong nước ấy thì chị cũng hướng cho con là đi khối D, và hiện tại bây giờ chị đang ôn cho con ôn về khối D để toán văn Anh, nghĩa là học toán văn và Anh. Rồi ạ. Rồi vậy là bây giờ là quyết tâm theo, ủng hộ theo cái mong muốn của con đúng không chị? Đấy, cũng phải như có một số phụ huynh người ta cũng chia sẻ đấy. Bởi vì là bố mẹ thích nhưng con không thích. Đúng đấy, rồi. Con không thích cái thì đến lúc là nó rất là khó. Để sau này nó rất là khó. Nó liên quan đến ngành nghề lựa chọn, bởi vì nó không phải là ngắn hạn đúng không ạ? Ví dụ như là trong cái việc mà học tiếng Anh hay là học IELTS thì đôi khi là gì, bố mẹ mong muốn định hướng cho con mà con chưa thích thì mình có thể định hướng dần và cho con tham gia môi trường để con học tập, để con dễ quen dần, giáo viên sẽ tạo động lực cho con và truyền cảm hứng cho con được đó. Thì cái điều rất là cần thiết, nhưng mà gì, nó là ngành nghề, ngành nghề gắn bó với con cả sau này của con, thì chắc chắn là để mà định hướng cho con được thì cái việc mà cũng phải dựa trên cái mong muốn và sở thích và cái điểm mạnh của con nữa đúng không ạ? Đấy. Đó. Vâng. Thì bởi vì tính chất của cái ngành y hay là đối với cái ngành kiểm sát của con thực sự nó sẽ mang tính chi tiết nhiều hơn, còn con nếu mà theo thiết kế đồ họa thì nó mang tính sáng tạo nhiều hơn, thì hai tính chất công việc nó sẽ khác nhau, nên là để mà định hướng mà nó gộp chung được cũng rất là khó, nên là em nghĩ là cứ mình sẽ dần dần đó để có thể phát triển cho con được ạ. Đấy. Chị cũng tìm hiểu về cái môi trường mà con đang tìm hiểu bây giờ ấy. Dạ vâng. Thì nhưng mà chị vẫn lo. Vẫn lo ở cái chỗ là sau này mình học ra trường ấy thì làm cái gì? Bởi vì cái này nó mông lung lắm, phải làm ngoài cơ. Thì liệu mình có làm ngoài được không? Cái đấy thì không lo đâu chị ạ. Nếu là con trai ấy thì là nó khác. Đấy, con trai thì khoảng đâu cũng được. Nhưng mà là con gái thì thật sự là rất là lo. Thực ra thì đối với cái độ tuổi, ví dụ như là ở trong cái độ tuổi của chị hoặc là đôi khi em trẻ hơn thôi, nhưng mà trong cái thế giới của em nó cũng sẽ khác thế giới của bạn ý. Với các bạn Gen Z nó thực sự sẽ khác. Nên là đối với các bạn Gen Z thì bây giờ lại đề cao tính sáng tạo hơn rất là nhiều. Và công việc mà các bạn đang làm, ngay cả các bạn sinh viên đang làm thôi, thì các bạn làm trên các cái thiết kế đồ họa, là các bạn làm theo kiểu freelancer thôi, tức là làm theo kiểu làm riêng, làm độc lập, tức là kết hợp với nhiều công ty và tôi tự làm ở nhà. Thì các bạn đã kiếm được rất là nhiều cái phần tài chính thu nhập riêng cho các bạn khi các bạn là sinh viên rồi. Bởi vì bây giờ thì cái hiện tại đối với công việc bây giờ thì tính chất mang nhiều cái tính sáng tạo thì nó yêu cầu nhiều hơn. Mà đôi khi cái thế hệ ví dụ như là Gen X, Gen Y hay những Gen dưới nữa thì lại không có đủ tính sáng tạo để làm được công việc đó. Đấy, nên là các bạn đấy là một lợi thế đấy chị ạ. Và nếu mà trong thời gian tới thì em nghĩ là nó là một cái xu hướng phát triển mạnh. Nên là đôi khi em thấy là thay vì mình lo lắng quá thì mình cứ động viên và khuyến khích con thôi. Đó, bởi vì như chị vừa rồi chị chia sẻ, chị nghe lắng nghe Khánh Ly chia sẻ thì chắc là chị cũng sẽ thấy rằng Khánh Ly rất là độc lập và rất chủ động. Và bạn ấy có cái kế hoạch của bạn ấy cho cái việc học tập hay là cái việc công việc của bạn ấy sau này rồi. Khi mà một bạn có những cái định hướng và có những kế hoạch rất rõ ràng như thế rồi thì thực sự là một cái bạn rất là đặc biệt so với một bạn bình thường khác. Đấy, và mình cũng đánh giá rất là cao về việc đó. Nên là trong cái việc học tập sắp tới thì em nghĩ là tất nhiên thì đúng là đối với thế hệ trước thì mình lo, bởi vì thực sự mình cũng chưa hiểu về nó nhiều, đúng không chị? Nhưng mà với các bạn thì em tiếp xúc bây giờ thì em tiếp xúc rất nhiều học các
bạn Gen Z và đặc biệt là các bạn sinh viên hiện tại thì các bạn có nhiều cái để mình học hỏi lắm. Đấy, nên là mình cứ bây giờ mình cứ để cho các bạn ấy thoải mái trong việc lựa chọn và cũng như là để phát triển. Quan trọng nhất là mình ở đằng sau thì mình định hướng cùng với bạn ý để làm sao đi đúng hướng thôi chị ạ. Đó, thì đấy thì em thấy là chị Liễu thì trước cũng hay lo đúng không chị? Hay lo lắm. Hay lo. Họ cho được bắt đầu vào lớp 10 nhá. Khi mà trong cho con khối D là và thế mạnh con là môn tiếng Anh rồi, xong lại con lại thích cái môn mỹ thuật. Mà ở lớp 10 ở trên này thì không có môn mỹ thuật, không học môn mỹ thuật. Không được phát triển riêng. Không có giáo viên dạy mỹ thuật nên là chị cũng kết hợp nói chung là cũng kết hợp với lại thầy giáo chủ nhiệm. À, bảo thầy giáo chủ nhiệm là tìm xem, hội chị tìm xem là có ý là cái trang mạng nào hoặc là có học sinh cũ của thầy trước đây ấy, có ai đi học mỹ thuật nào kia không thì là giới thiệu cho chị để chị hỏi và chị kết nối để chị tìm ý là tìm cũng trang học online như này vâng để cho con học ở trên online vâng. Đấy. Con nắm được kiến thức nhiều hơn nhưng mà từ hết cả năm lớp 10 rồi nhưng mà thầy chưa tìm được. Thế thì em nghĩ là chị có thể liên hệ với giáo viên bên nhà trường chị ạ, bởi vì tiếp xúc của bên nhà trường thì đa số là các bạn trẻ và các bạn có những cái công việc về animation rồi rất là nhiều rồi. Đó thì sẽ có nhiều contact cho chị hơn để chị có thể hỏi và có thể hoặc là đối với gửi cái nguồn tài liệu cho con thích để mà con phát triển cái điều đó hơn chị ạ. Thì cái này thì có thể cô Hà cũng sẽ lưu tâm lại một chút xíu nếu mà trong cái việc học tập của con mà con muốn phát triển cái đấy thì thực ra mình cũng rất là có nhiều nguồn tài liệu để gửi cho con để con phát triển thêm về năng khiếu của con. Thì cái này thì có thể là bên phía cô Hà trong thời gian tới cũng sẽ check và cũng như có thể gửi cho mình nhé chị Liễu nhé. Dạ vâng ạ. Đấy thì em nghĩ là mình có thể hỏi bên phía giáo viên bên trường, bên nhà trường thì tiếp xúc rất là nhiều các phần học viên rồi nên là có những cái phần tài liệu cũng sẵn có để mà hỗ trợ cho con rồi chị ạ. Nó không chỉ là tiếng Anh, những cái phần tâm lý học tập của con hay là những cái phần tài liệu mà có giúp ích cho con thì bên nhà trường vẫn luôn có để mà hỗ trợ con để phát triển ngoài. Đó chị nhá. Dạ vâng. Rồi ạ. Bản thân con thì không biết là con đã đi ăn cơm chưa ạ? Đây. À rồi, Khánh Ly ơi. Ừ rồi, cô sẽ hỏi con một câu hỏi cuối cùng thôi nhá, rồi mình đi ăn cơm nhá, chắc là cũng hơi đói rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ rồi, vậy thì bây giờ mình kết thúc cái lộ trình học tập của con rồi đúng không? Và bây giờ mình đang mở ra một cái hành trang mới thì mình cũng ngoảnh lại một chút xíu trong cái việc học tập của con khi mà con đang học 1-1 như thế đúng không, thì con thấy rằng những cái lợi ích của việc học 1-1 đã đem lại cho con điều gì và nó sẽ giúp cho con giải quyết những cái vấn đề riêng tư như thế nào, thì con chia sẻ để mà các bạn khi mà các bạn học 1-1 thì các bạn có thể an tâm hơn nhé Khánh Ly nhé. Cái lộ trình học 1-1 sẽ có giúp gì cho con, những lợi ích trong việc học 1-1 ấy, nó sẽ giúp gì cho con cho việc học tập. Ví dụ là có thể sát hơn với con hay đi theo đúng cái trình độ của con này, đúng không? Hay là khi mà con gặp khó gì thì giáo viên có thể giải quyết cho con được, đúng không? Đấy, thì con có thể chia sẻ nhé, để các bạn khi học 1-1 các bạn có thể thoải mái và an tâm hơn. Em thấy khi học 1-1 thì có thể, giáo viên có thể chú ý đến cách học của mình hơn. Rồi. Điều chỉnh mình hơn. Rồi. Điều chỉnh theo cái sự tiếp thu và tiến độ của con đúng không? Vâng. Bản thân Khánh Ly thì tự nhận mình là mình tiếp thu nhanh hay tiếp thu chậm nhỉ? Thấy ở mức bình thường. Mức bình thường đúng không? Thì giáo viên có trong bởi vì trong cái quá trình học tập thì mình không cảm thấy bị nhanh quá hay là bị chậm quá so với tiến độ học tập của so với sự tiếp thu của con đúng không? Vâng. Rồi ok. Vậy thì khi mà con gặp những cái phần khó khăn đúng không? Trong một lớp học thì con thấy là giáo viên tập trung vào mình con thôi để mà hỗ trợ con trong cái việc học tập buổi ngày hôm đấy đúng không? Vậy thì những cái khó khăn mà con gặp hỗ trợ cho con không? Cô hỏi lại được. Những cái khó khăn trong việc học tập của con ấy, nếu mà con gặp khó khăn ví dụ con chưa rõ về phần kỹ năng này đúng không? Hay là con chưa rõ về phần này thì con có trao đổi với cô để cô giáo hướng dẫn cho con không? Có ạ. Rồi ok. Thế thì trong cái việc học tập đúng không, mình cũng có làm việc với các giáo viên của bên nhà trường rồi đúng không, và cô thấy là mình cũng có những cái phần gì chia sẻ và cô cũng xem các phần video học tập của con thì cô thấy là mình cũng rất là chủ động trong việc học tập nữa. Đấy thì hy vọng là trong cái thời gian tới thì con luôn luôn phát huy được cái tính chủ động và tính lên kế hoạch sẵn sàng cho con, cho các mọi cái kế hoạch của con nhé, mọi cái plan của con đúng không, cho việc học tập của con để có thể đạt được mục tiêu. Ok chưa nào?
nhá. Thì thứ nhất là cuối cùng thì cũng sẽ chúc mừng Khánh Ly đúng không, đã đạt được cái band điểm mà con mong muốn và đôi khi là vượt con mong muốn đúng không, và đem lại sự tự hào cho bản thân con đúng không. Những cái cố gắng của con thì đã được có kết quả và những cái tự hào của bố mẹ đúng không. Hôm nay thì con được lắng nghe cả bố mẹ chia sẻ nữa thì chắc chắn cũng sẽ hiểu hơn về tâm tư của bố mẹ và cũng như là có sự cố gắng hơn trong thời gian tới, ok chưa nào nhá Khánh Ly nhá. Rồi, cô cảm ơn con rất là nhiều. Và thì bây giờ thì xin phép là cô Hảo sẽ trao đổi với mẹ và con để mà có thể kết thúc cái giờ trưa của con ạ. Cỡ chung là cũng qua một buổi nói chuyện cũng lắng nghe được rất nhiều cái chia sẻ từ phía chị cũng như là phía của Khánh Ly. Đấy thì em cũng muốn gửi lời cảm ơn vì chị và con đã dành thời gian để tham gia cùng với em và cô Ánh. Đấy thì hiện tại thì bên nhà trường cũng đang có những cái chương trình đôi bạn cùng tiến, nên nếu mà nhà mình có người thân hay là bạn bè muốn tham gia học IELTS thì hy vọng là chị cũng sẽ giới thiệu cho bên nhà trường để bên trường cũng có cơ hội để đồng hành và giúp cho các bạn học viên có thể học tập tốt và đạt được cái kết quả tốt như Thành Ly nhà mình chị ạ. À, như này cái hôm cái năm ngoái mà chị đăng ký cho Khánh Ly học ấy thì là con thì em cậu chị năm ngoái thế nào cái năm vừa rồi ấy là vừa rồi đây này, cháu vừa thi lớp 12 xong thì hôm trước thì chị cũng nói chuyện với lại cậu em cậu với lại em mợ đấy, có cháu thì học khối A khá là tốt đấy, về đấy khối A ấy, khối tự nhiên khá là tốt nhưng mà học tiếng Anh thì lại không được lắm, nên là chị cũng bảo cháu là cũng bảo với bố mẹ cháu là cho con đi học IELTS đi, thì sau này học mình có cái bằng IELTS ấy thì có cái sự lựa chọn vào đại học thì rất là nó mở cho con mình ấy đấy. Bởi vì cháu không học được tiếng Anh thì chị cũng muốn hỏi xem là ví dụ như bây giờ mình ấy từ học lại từ đầu ấy, dạng như kiểu mất gốc ấy, thì là ở trung tâm mình có ôn không hay là như thế nào đấy. Vì là đợt vừa rồi cháu thi đại học mới thi 12 ấy, thì cháu đi thi cái gì nhỉ, thi năng lực ở trường thi đánh giá năng lực quốc gia sao hay là nào quốc gia chị ạ, nội sao ấy. Cháu đi thi năng lực thì là cháu đạt được điểm năng lực là cháu đạt được 84 điểm. Rồi ạ. 84 điểm nhưng mà điểm thi vào đại học ấy thì cháu chỉ đạt được có 21,7 điểm thôi, thì nếu mà điểm chuẩn của đại học khoa học tự nhiên ấy thì là cả đạt cả năng lực và điểm chuẩn thì đủ, thế nhưng mà họ nếu như mà họ lấy từ trên xuống dưới ấy, thì lại rất là khó để vào những cái trường đấy. Thế chị mới bảo là nếu như mà trong cái thời điểm này mà cháu có được cái IELTS tiếng Anh 5.5 hoặc 6.0 hoặc 6.5 thì cái cơ hội mở ra cho cháu thì nó rất là nhiều. Là bây giờ gia đình cũng muốn là cho cháu học IELTS. Học IELTS vừa tới đây là học vừa học IELTS lại vừa học có nghĩa là hôm trước là cháu lựa chọn 10 trường nhưng mà không biết là từ bây giờ đến tháng 9 ấy thì sẽ có trường nào. Đấy, sẽ đạt được ở trường nào. Đó. Theo cái hai nữa là chị muốn hỏi xem là bây giờ con nhà chị được 6.5 rồi thì chị muốn nghĩa là chị muốn tăng band cho cháu ấy thì mình phải mua thêm liệu trình học không hay lộ trình học không hay là hay là có cách nào để nhà ở trung tâm ấy có cách nào để tăng band không phải học lộ trình như kiểu là cái lộ trình vừa rồi. Rồi em hiểu. Thứ nhất là đối với bạn học bạn em của nhà cậu đúng không chị, nhà cậu nhà mợ đúng không ạ, bạn ấy là đang gọi là nền tảng mất gốc đấy và muốn học từ đầu thì là bên trung tâm bên nhà trường có hỗ trợ cho các bạn là đã học từ đầu luôn nhé chị nhé. Bạn ấy sẽ học nền tảng trước và sau đấy bạn ấy sẽ bước vào học IELTS đấy, cũng như là đối với Khánh Ly nhà mình đó, mình sẽ có những cái lộ trình để bạn ấy có thể học lên học nâng men cao hơn nữa đấy. Thì cái những cái chương trình lộ trình chi tiết như thế nào cụ thể như nào thì em cũng sẽ làm việc với cô Phương Anh là cô chủ nhiệm đúng không ạ.
thì cô sẽ là người làm việc trực tiếp với chị về các cái lộ trình học tiếp theo của Khánh Ly, hoặc là kể cả bạn nhà cậu mình cũng thế, thì cô sẽ đưa ra những cái lộ trình cụ thể và chi tiết nhất để có thể hỗ trợ hai bạn trong một cái khoảng thời gian mà phù hợp để mình có thể đạt được cái band điểm cao cũng như là đạt được cái mục tiêu sắp tới của mình chị nhé. Dạ vâng, thì hiện tại thì cũng đến giờ trưa rồi, thì em cũng xin cảm ơn chị cũng như là Khánh Ly một lần nữa là cũng đã dành thời gian buổi sáng hôm nay là ngồi trao đổi với hai cô đấy. Thì những các cái vấn đề mà cần hỗ trợ thêm nữa thì em sẽ làm việc với cô Phương Anh và sẽ liên hệ lại với chị, đúng không ạ? Dạ vâng, đấy thì em cảm ơn chị rất là nhiều vì hôm nay đã tham gia. Thì em cũng đến giờ trưa rồi, em xin phép là mình sẽ kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay ở đây chị nhé. Dạ. Cảm ơn chị Lê rất nhiều chị ạ. Cảm ơn hai cô giáo nhá. Dạ vâng. Dạ vâng. Cô chào Khánh Ly nhá. Ok nhá. Cô chào Khánh Ly nhá. Bên trường cảm ơn chị Liễu và cũng như cảm ơn Khánh Ly đã tham gia buổi ngày hôm nay và có những chia sẻ rất là bổ ích, và hy vọng là trong thời gian tới thì khi mà con có cơ hội để tăng band hơn nữa thì bên nhà trường lại có những cơ hội để phỏng vấn để giúp cho con có những cái mục tiêu có đôi khi nó lại gì cao xa hơn một cơ hiện tại, đúng không ạ? Dạ vâng. Rồi cảm ơn chị Liễu. Dạ vâng. Em xin phép chào chị Liễu và chào Khánh Ly nhá. Rồi, chào chị ạ. Các bạn.